Alo, chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở chợ Bình Phú của thành phố Trà Vinh nha các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chở các bạn đi dạo các cung đường của thành phố Trà Vinh tiếp tục. Giờ mình sẽ lên đường từ chợ Bình Phú nha. Đó, cái hướng mà đi thẳng trước mặt các bạn là đi về cầu Cổ Chiên á. Còn cái hướng này là đi về Vĩnh Long đây. Đó. Còn cái này là đang là quốc lộ 53. Đó. Còn hướng này là vô thành phố Trà Vinh nha các bạn. Đó. Còn ngay chỗ này là cây xăng. Đó. Đó. Một dòng đó, cây xăng. Còn phía bên đối diện bên đó có cái bảng đỏ là chợ Bình Phú. Đó. Mới vô đổ xăng xong, đổ đầy bình luôn. Lên đường, giờ mình sẽ lên đường nha các bạn. Giờ đi từ đây, nay chủ nhật, giờ là 10 giờ rồi đó. Hiện tại là 10 giờ ngày chủ nhật tại chợ Bình Phú. Giờ mình sẽ lên đường. Let's go. Nay là 9 tây tháng 4. Hay là 9 tây tháng 4 nha các bạn. Đường này vô thành phố đây. Đây có mấy cái quán này. Hổng chở bạn, các bạn đi thẳng nha. Hổng chở các bạn đi thẳng ra xuống Mau Bà Ôm. Còn hôm nay là mình sẽ ngay chợ Bình Phú, mình sẽ quẹo vô đây. Chợ Bình Phú. Đi khám phá cung đường ở bên đây coi coi có cái gì, đường xá đẹp không, nhà cửa rồi dân cư rồi cây trái, sẽ thám hiểm vừa tiếp tục hành trình khám phá. Cái đầu lộ ở ngoài đó vô nó xấu quá à. Mà vô đây lộ coi cũng được. Có lý, có lý. Tại không đến nỗi edit. Không, ông đi ngang mấy cái vườn thanh long á là xanh, nãy chạy ngang cái vườn lòng cái trái nó chín đỏ đó, mấy cái vườn dừa đó chắc vừa sáp rồi. Ồ, đây có cái gì nè các bạn nè. Ồ, đẹp chưa, đẹp chưa. Ồ, ghê 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 ha, dữ dằn dữ dằn nè, xung quanh nha các bạn, cho các bạn xem một vòng đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Ồ, quá đã, quá đã. Đây là chùa Bi Xé Sa Ram. Mình đọc theo cái chữ như vậy, xã Bình Phú, xã văn hóa văn minh, xã Bình Phú văn hóa văn minh đó. À, giờ nè, đẹp chưa, công nhận mới bước vô đây có cái chùa. Một bên đó là tiếng Khmer, còn một bên là tiếng Việt. Đó. Đây là ở trong này nó có mấy cái, ở bên này nó có mấy cái, mấy cây gì nè. Ồ, lớn quá chừng luôn à. Đây có chiếc xe Sài Gòn. Hai bên là hai con ngựa. Đó. Người ta đang sửa con ngựa bên kia. Có dữ ha. Đây là cổng chùa đi vào. Con ngựa. Ủa, con này chắc đâu phải con ngựa, con này giống con lừa quá chứ. Con này nè, nhìn nó giống con lừa chứ ngựa gì trời.
một con rắn, ghê không? Một con rắn 2, 4, 6, 7 cái đầu. Oh, ghê ghê, lớn ghê ha. Đó, đây dần chưa, còn là sơn màu vàng, mình không có đi vô cổng, đi vô ngoài. Ồ, cái cây thốt nốt hay gì cả đó, cây đó đó, cây thốt nốt á. À, mấy cây này chắc cây thốt nốt quá, trái quá chừng luôn cả. Ồ, ồ, nguyên cái lớn quá chừng ở trong luôn cả, kinh khủng ha. À, một tượng Phật. À, khu lớn ghê hồn. Ở bên Trà Vinh chùa quá chừng luôn, chạy cứ chút là gặp, chút là gặp. Ừ, nguyên khu lớn ghê hồn ha. Ta đang xây sơn lên màu vàng, ở trong thì cây. À, đây một cái cổng nữa nè, đây một cái cổng vào nữa đây các bạn. Trong kia là một cái rừng cây, diện tích đất quá trời lớn luôn. Rồi lên đường, đường mình đi khám phá, tiếp tục chở các bạn đi khám phá thiên nhiên hoang dã. Đây là cái gì đây? Đây là người ta đồng bí nha các bạn, mấy này là dễ bí. Chưa, chưa có làm chung cư hay gì đó, đất ở mấy cái tỉnh thành nó vậy, chỉ có thành phố nó mới xây chung cư, xây nhà cao tầng. Còn đây thì đất mặt tiền thì có nhà, vô phía sau thì chỉ là cây trái rồi thôi. Ruộng lúa lộ thì chỉ có 2 len chứ không có mà 10 len như nước ngoài, đi thì chỉ có vậy thôi. Này là đồng nha các bạn, nó ở sau cò bay thẳng cánh đậu kìa, không? Này là đồng ruộng nè, không? Còn nước ngoài là sa mạc. Đây là ruộng thanh long, này chưa có trái, nãy cái thanh long vườn đằng kia có trái. Này là bắp. Đây là ruộng lúa. Đây là cột điện cao thế. Lúa. Đây, cánh đồng, nguyên cái khu này cánh đồng nè. Đó, quá trời cánh đồng luôn. Ôi ôi. Nguyên cái đường điện kìa, nguyên cái cánh đồng. Có thui à. Đồng lúa bao la bát ngát. Đây là một cái vàng mướp. Đó, mướp vừa ra qua, gà mới nụ. Một trái mướp nha các bạn. Còn trong đó là một cái vườn ớt. Đó, trồng đồ hàng bông đó. Tiếp tục khám phá rong ruổi những nẻo đường. Đây là lúa người ta là mới xạ nha các bạn. À, lúa bữa mình đi là nay gần tháng là người ta cắt lúa thu hoạch, nay lúa này là người ta mới xạ, nó nhú 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 lên nè, đó rải lúa lên rồi đó. Đó, bao la cánh đồng luôn ha, trong kia dừa ruộng lúa. Lên đường tiếp,
lúa xanh bát ngát. Mình đi ở Việt Nam là chỉ có kêu là gì, hai bên đường chỉ có cây cối vậy thôi, nước ngoài là hai bên đường toàn là nhà cao tầng. Nay mình đi là nhà chưa có nhà, nhưng mà mai mốt mình đi nhà mọc lên đầy đúng không? Vài năm sau nữa nhiều khi những cái khu này là lên chung cư biệt thự rồi, nó đâu có còn đồng quan nữa. Đó, vậy đó, thấy không? Bên này đồng lúa rồi bạc ngát luôn. Đó, dưới nè, ruộng nè, Nguyễn Càng Long. Đây là thỏ cho bò nha các bạn. Đó, lúa cắt hết rồi. Nay mình đi thì thấy nó vậy chứ 1-2 năm sau nữa đâu, nhiều khi nó đâu phải vậy nữa, nó thay đổi từng ngày từng ngày. Đó, lúa lúa này chắc xạ rồi quá đó, xạ rồi dưới giờ mình thấy hạt lúa dưới trồng lúa bao la. Vô đây là Thanh Long nha các bạn. Chủ nhật cuối tuần cho nên rảnh rỗi đi rong ruổi những nẻo đường, tiếp tục tuyến đường hoa kiểu mẫu nha các bạn. Đây tuyến đường hoa kiểu mẫu chùa nữa nè đó. Oh, vô chùa cây thốt nốt. Bình đại dinh này cho các bạn đi vòng vòng khám phá chùa chiền nhóc trên. Đường ở đây cũng làm lâu rồi, lâu lâu cũng có cái ổ gà chạy từng cái me. Còn lúa chứ xuống ở dưới đi vô gì ta, Tiểu Cần hả, xuống Tiểu Cần gì bữa đi á là hết lúa rồi. Đây là có một cái ngã ba. Tỉnh lộ 911 chùa Phật Bủ, đi thẳng là vô chùa Phật Bủ. Còn này giờ đi 911 ủa con cầu gì ta, quên coi rồi, quên coi tên cái cầu rồi. Ồ, đây là cái gì đây? Cái chợ hay gì nè các bạn? Cái này nè. Đây là gì ạ? Tân An. Sông Lộc 6 km, Tân An 10 km. Chiếc máy cày chợ xã Quyền Hội nè đó, đường vô chợ xã Quyền Hội. Giờ mình đi đâu đây, mình coi coi đi đâu đây nha. Chợ xã Quyền Hội ở đây nó có một cái xăng metro.
đầu ngã tư. Mình tới đây là cầu ngã tư, cầu ngã tư nha các bạn. Đó. Giờ tạm biệt các bạn ở cầu ngã tư nha. Đó. Rồi mình sẽ tiếp tục chở các bạn đi tiếp nha. Bye bye.